Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Giật. Tập 22. Chương 211: Những người kỳ quái. Hà Nhị Nghiêu không đen như đại ca mình, trừ cao to hơn rất nhiều thì cũng giống tới 7 phần. Trang phục trên người do nhiều tấm da thù mai thành, hắn cầm thanh củi to bằng cổ tay trẻ con, bẻ một cái là gãy, không thấy dùng sức gì cả. Lỗ Đại Tẩu đi tới giúp hắn phủi tuyết trên vai, Hà Nhị Nghiêu né tránh, đa tạ tẩu tử, không cần đâu ạ. Nói rồi đi sang giúp Tiết Tứ Nương. Tiết Tứ Nương nhìn về phía Hà Hắc Kiểm, muốn nói gì đó lại thôi. Không ngờ Lỗ Đại Tẩu đi tới nói nhỏ, vừa rồi khăn che mặt Tiết Tứ Nương muội tử sắp rơi, đại ca đệ chỉnh lại. Tiết Tứ Nương vội phủ nhận, không có chuyện đó đâu, huynh ấy bảo trong sơn động nóng, muốn ta cởi khăn che mặt ra, không có gì khác. Sao lại không? Lỗ Đại Tẩu giọng mang vẻ khiêu khích, không phải hắn muốn sờ má cô à? Làm gì có? Tiết Tứ Nương hoảng loạn nói, Hà Nhị Nghiêu sao không hiểu tính đại ca mình? Bằng vào vẻ luống cuống của Tiết Tứ Nương là hắn biết ngay rồi, mặt xa sầm. Đi tới chỗ đại ca mình, nói từng chữ một, a, đệ nói rồi, nếu huynh động chân động tay với Tứ Nương, đệ không nể mặt đâu, huynh không coi lời đệ ra cái gì à? Bị đệ đệ nói thế trước mặt bao người, Hà Hắc Kiểm ngượng ngùng, làm gì có, nơi này nóng, ta bảo cô ấy tháo khăn che ra thôi, không có ý gì khác. Nàng ấy nói rồi, không muốn cởi, huynh không nghe thấy à? Hà Nhị Nghiêu quá to lớn, vươn một tay ra chộp lấy cổ Hà Hắc Kiểm nhắc hẳn lên, buông, buông. Hà Hắc Kiểm muốn gỡ tay hắn ra, nhưng sao gỡ được, bị đệ đệ bóp cổ, thấy có chút khó thở, vung chân đá, bị Nhị Nghiêu gạt đi dễ dàng. Tiết Tứ Nương thấy mặt Hà Hắc Kiểm bị bóp tới tím lại, sợ hắn lỡ tay giết người, chạy tới khuyên can, nhị thúc nó, huynh đừng làm thế, huynh làm sao, muội và chư vĩ ba phải sống thế nào. Hà Nhị Nghiêu hừ một tiếng buông tay, đẩy Hà Hắc Kiểm một cái. Hà Hắc Kiểm xoa cổ ho khủ khụ. À, ta là đại ca ngươi, thế mà ngươi vì một nữ nhân không biết ở đâu ra, định giết ta à? Lôi Đại Tẩu chỉ đứng nhìn chẳng can ngăn, lúc này không ngờ thở dài nói, phu quân yên tâm, hắn làm gì có gan giết chàng, chẳng qua là gối thêu hoa vô dụng, vì lấy lòng Tứ Nương mà giả bộ thôi. Hà Hắc Kiểm giận tới mặt càng đen hơn, nói cái gì thế, ngươi muốn nó bóp chết ta mới hài lòng à? Lỗ Đại Tẩu đi tới, vuốt má hắn, sao thiếp lại làm thế, chàng là phu quân thiếp mà. Nếu chỉ ngứa mắt vì có kẻ cố ý ly gián, để huynh đệ tương tàn. Cho nên mới dùng cách này nhắc cả hai, huynh đệ đừng đấu đá nhau, để người ngoài hưởng lợi. Chư vĩ ba không biết đám người lớn nói gì, nhưng nó cảm nhận được không khí khác thường, rất sợ hãi. Kéo ống quần Hà Nhị Nghiêu, nhị thúc, vừa rồi thúc nói sẽ đi đáp người tuyết với cháu mà, bao giờ mới đi. Hà Nhị Nghiêu đang hùng hổ như thú dữ, nghe đứa bé gọi, tức thì cơ mặt thả lỏng, giọng, nói trở nên nhu hòa, ừ đi, đi luôn, hay quá, đi đáp người tuyết thôi. Chư vĩ ba reo lên, ra sức kéo tay mẹ mình, mẹ cũng đi đi. Tiết Tứ Nương lắc đầu, mẹ còn đang bận. Trác Sảo Nương nãy giờ chứng kiến hết, liền khuyến khích, không sao đâu, một mình ta làm được, cô cứ đi đi. Tiết Tứ Nương cười cảm kích với nàng, theo chư vĩ ba và Hà Nhị Nghiêu ra ngoài. Lãnh Nghệ thì khẽ thở dài lần nữa, cái cảm giác bất an ngày một rõ ràng, mặc dù chuyện này vô lý, y cũng không tin trên đời có thứ gọi là vận rủi, nhưng bây giờ, chẳng biết nói làm sao, có phải vì y tự ám ảnh tâm lý quá rồi không? Ngoài tuyết vẫn rất lớn, nhưng được cái không có gió, từng bông hoa tuyết rơi nhẹ nhàng như đang múa, trời không quá lạnh. Hà Nhị Nghiêu dẫn đứa bé và Tiết Tứ Nương men theo bên sơn động đi mấy chục bước, tới một nơi đất trống bằng phẳng thì dừng lại, ở đây là được rồi, chúng ta cùng đáp người tuyết thật to. Vâng ạ, vâng ạ. Chư vĩ ba bắt đầu chạy qua chạy lại dùng đôi bàn tay nhỏ vun tuyết thành đống, Tiết Tứ Nương giúp nhi tử một lúc. Cho tới khi người tuyết đã có hình dáng sơ bộ, nói, con ở đây đợi, mẹ và nhị thúc đi tìm thứ gì đó làm mắt và mũi cho người tuyết nhé. Dạ, chư vĩ ba đang dùng tay đập lên thân người tuyết, nên cho thật chặt, không để ý xung quanh. Hai người đi thêm một đoạn, qua chỗ rẽ. Trừ tuyết ra chẳng thấy gì khác, không ngờ Tiết Tứ Nương chủ động nhào vào lòng Ngưu Nhị,
hai người ôm chặt lấy nhau mà hôn cuồng nhiệt. Đang hôn, Tiết Tứ Nương thình lình tát Ngưu Nhị đánh chát, giọng nói chua ngoa chứ không thỏ thẻ như ở trong hang, đồ hèn, thấy đại ca huynh khinh nhờn ta, mà huynh chỉ thế thôi à? Hắn muốn sờ mặt ta đó, huynh biết không? Đến huynh còn chưa sờ mặt ta đâu. Vì huynh hèn nên hắn mới dám làm thế. Nói rồi bàn tay nho nhắn tát chan chát hai cái nữa. Hà Nhị Ngưu to như trâu mà bị nữ tử nhỏ nhắn tát cho chỉ đứng đó như khúc gỗ, không chống lại chỉ nói, đừng đánh vào mặt, họ nhìn ra đấy. Tiết Tứ Nương càng giận, huynh chỉ sợ cái đó thôi à, còn người ta ức hiếp ta thì không sao. Ta sai rồi, xin lỗi. Xin lỗi là xong sao? Huynh nói sẽ bảo vệ ta cơ mà, hai ngày trước, ở đây, ngay bụi cỏ này. Còn nhớ huynh làm gì không? Tìm sung sướng trên người ta thỏa thuê rồi liền quên hết à? Hà Nhị Ngưu hổ thẹn, không, không quên. Được, nếu hắn lại muốn đụng chạm ta thì huynh làm sao? Ta giết hắn, nếu không giết thì sao? À, đúng lúc này Tiết Tứ Nương đột nhiên thấy đằng xa có một bóng đen loạng choạng đi về phía mình, vội vàng đẩy Hà Nhị Ngưu ra, có người. Hà Nhị Ngưu quay đầu lại, người đó đã tới gần hơn, là một đại hán vừa to vừa đen, đầu trọc, đeo hai cái vòng tay vàng rất to. Tay cũng có vòng vàng, người mặc trang phục tạng hoa lệ, khoác da hổ, có vẻ là một thương nhân. Hắn đã đi tới gần rồi, nếu nói hả hắc, kiểm mặt đã rất đen, vị này còn đen hơn, hai mắt to lồi ra ngoài. Loạng choạng đi về phía hai người họ, đột nhiên ngã vật xuống đất. Chương 212, Người Thổ Phồn. Không dưng ở đâu ra giữa đồng không mông quạnh lại có một người xuất hiện, thế rồi người đó tới trước mặt mình ngã xuống như cây bị đốn gốc, ai mà không sợ. Tiết Tứ Nương hét lên, nấp sau lưng Hà Nhị Ngưu. Hà Nhị Ngưu cẩn thận đi tới đá khẽ người kia, này, ngươi làm sao thế? Chết chưa? Người kia hơi nhấc đầu lên, mắt nửa nhắm nửa mở thều thào, đói. Ăn, cho ta ăn. Nghe giọng không giống người Đại Tống, tướng mạo cũng không giống, Hà Nhị Ngưu bảo với Tiết Tứ Nương, hình như là người Thổ Phồn. Ừ, kệ hắn, có khi là người xấu đấy, chúng ta về thôi. Tiết Tứ Nương kéo tay Hà Nhị Ngưu muốn đi, không. Hà Nhị Ngưu lắc đầu, ngồi xuống dễ dàng nhắc một đại hán to lớn chẳng kém mình lên vai, để hắn ở đây hắn sẽ chết. Tiết Tứ Nương chỉ biết thở dài, người này lòng dạ quá tốt, sớm muộn cũng gặp thiệt thòi, không phải là người có thể dựa vào lâu dài. Chư Vĩ Ba đắp xong người tuyết rồi, đang nhón chân ngóng mẹ và nhị thúc về, nhắc thấy họ, reo hò chạy tới, mẹ, nhị thúc, mắt và mũi người tuyết đâu. Hà Nhị Ngưu nào nhớ chuyện đó, thấy trên cổ người Thổ Phồn đeo sâu đá nhiều màu, liền tháo ra, giật đứt thừng, lấy hai cục đá đỏ rực gắn lên đầu người tuyết làm mắt. Chư Vĩ Ba sung sướng vỗ tay reo hò, Tiết Tử Nương ngắm nghía cục đá đẹp đẽ kia, đây có phải là bảo thạch không nhỉ? Thế này mà cũng là bảo thạch à? Ai lại đeo lên cổ thế này, có khi hắn nhặt ở khe núi nào đó thấy đẹp đeo lên cổ thôi, nàng thích lần khác ta nhặt cho, mấy thứ này thi thoảng ta vẫn gặp. Hà Nhị Ngưu không nói khoác, cái thứ này hắn từng thấy rồi, không buồn nhặt thôi, thế là Tiết Tứ Nương lấy mấy cục đá xanh đỏ gắn hết lên đầu người tuyết làm mắt, mũi, mồm. Chư Vĩ Ba vui lắm, nhảy nhót xung quanh, nó thấy một viên đá lệch, còn gắn lại cho thật ngay ngắn mới hài lòng. Tiết Tứ Nương gọi, chúng ta về thôi. Không, con muốn đánh trận tuyết. Chư Vĩ Ba nhặt một nắm tuyết lên ném về phía mẹ mình. Tiết Tứ Nương cúi xuống, nắm tuyết bay đi, chúng cành cây cong queo đằng sau, giọng chuyển sang nghiêm khắc, theo mẹ về. Dạ. Chư Vĩ Ba ỉu xìu, thấy viên đá đỏ rất đẹp sót lại trên mặt đất liền cầm lấy, tay kia nắm tay mẹ đi về sơn động. Hà Hắc Kiểm đang xẻ thịt sói, thấy đệ đệ vác một đại hán trên vai liền đi tới. Ai thế? Làm sao vậy? Hình như là người Thổ Phồn, đói quá nên là đi ấy mà. Hà Nhị Ngưu đặt người đó xuống bên đống lửa, thế nào mà lại có thêm người nữa chứ? Lãnh Nghệ nhớ người ta nói ở đây trăm dặm không bóng người mà. Gặp hai phu thê thợ săn kia đã là tình cờ lắm rồi, vậy mà người mỗi lúc một đông hơn. Bây giờ cả người Thổ Phồn cũng có luôn, đúng là làm người ta câm nín. Có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, phải chăng bây giờ? Nên thêm câu, nơi hoang vu nhất là nơi dễ có những cuộc hội ngộ nhất không? Đột nhiên người Thổ Phồn giống như đang hôn mê kia ngẩng đầu lên, mũi hít hít, sau đó mắt mở choàng ra, nhìn thấy đống thịt sói ở bên đống lửa chưa nướng. Chẳng biết sức lực ở đâu ra nhào tới vơ một miếng nhét ngay vào mồm, nhai nhồm nhoàm,
phát ra tiếng kêu như thú dữ. Trác Sảo Nương đang thái thịt gần đó sợ hãi chạy tới bên Lãnh Nghệ. Người đó gần như chẳng nhai, nuốt trợn nuốt trạo, lại lấy miếng thịt khác. Lãnh Nghệ ngăn cản, đừng ăn vội như thế, chết đấy. Út. Một cú đấm giáng thẳng vào ngực Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ hoàn toàn bất ngờ, trúng đòn lảo đảo. Mặc dù cách áo giáp phòng đạn, y vẫn cảm thụ được sức lực rất mạnh, nhất thời tức ngực khó thở. Đây là cú đấm do người sắp chết đói trong trạng thái mất lý trí tung ra, vượt quá cả sức lực bình thường, rất hãi người. Người thổ phồn cảm giác như đấm vào tảng đá, tức thì ôm tay la hét. Lãnh Nghệ biết hắn đói tới điên rồi nên không giận mà còn kiên nhẫn nói, ngươi không thể ăn như thế được, dạ dày không chịu nổi đâu, sẽ chết đấy. Người thổ phồn hẳn là bị đau nên tỉnh táo hơn, thêm vào xung quanh đông người nên không dám dùng bạo lực, van nài, ta đói quá, cho ta cái gì ăn đi. Lãnh Nghệ nhận lấy dao trong tay Trác Sảo Nương, cắt thịt sói chín giờ đang nướng ra thành những miếng nhỏ, đưa cho hắn. Ăn chậm, nhai kỹ, ăn tạm thế này thôi, đợi dạ dày quen rồi sẽ cho ngươi ăn tiếp, không cần vội, ở đây vẫn còn. Người thổ phồn chẳng nghe vào tai, nhoáng cái đã ăn hết, lại nhìn Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ đã nói một lần rồi, không lặp lại nữa, quay sang xem Trác Sảo Nương xiên thịt chuẩn bị nướng, nàng mang theo ít muối đấy, nhưng không đủ cho chừng này người ăn nên không mang ra. Hà Hắc Kiểm xẻ thịt xong, chùi tay hỏi, này, ngươi là ai, tới đây làm gì? Người thổ phồn chỉ hau háu nhìn thịt, không nhìn hắn, ta là Đạt Mã Giác, thương nhân thổ phồn, tới bên này làm ăn, gặp phải cường đạo nên bỏ chạy rồi lạc đường tới đây, các ngươi là ai? Hà Hắc Kiểm giới thiệu từng người, Đạt Mã Giác qua lại hai vùng làm ăn, không chỉ biết tiếng Hán, còn biết lễ tiết của người Hán, chắp tay nói, đa tạ. Ta nhất định báo đáp mọi người, ta có rất nhiều châu báu, cửu nhãn thạch, san hô đỏ, miêu nhãn thạch, cái nào cũng trị giá mấy chục lương. Hà đâu rồi? Sao thế này? Hắn sờ tới cổ thì cổ trống không, đứng bật dậy la lên thẳng thốt, quay sang Hà Nhị Ngưu, châu báu của ta đâu? Hà Nhị Ngưu trao đổi ánh mắt với Tiết Tứ Nương, mấy cục đá đó không ngờ là bảo bối thật, làm sao ta biết? Nói láo, ta luôn đeo trên cổ, lúc nãy vẫn còn, chỉ có ngươi thôi. Ngươi trộm đồ của ta giết ngươi. Người thổ phồn gào lên đấm vào mặt Ngưu Nhị trúng đòn mà trơ như đá, vung nắm tay đấm trả, bốp, một cú đã làm máu mũi Đạt Mã Giác chảy ròng ròng, hắn nổi điên lao vào đấm đá tưng bừng. Ba nam nhân khác trong động không khuyên can, ba nữ nhân không dám tới, chỉ có đứa bé khóc hu hu. Các bạn đang nghe chuyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Dật tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 213 Cửu Nhãn Thạch. Bên ánh lửa bập bùng, Hà Nhị Ngưu và Đạt Mã Giác đánh nhau tưng bừng, lúc người này đè người kia xuống, lát người kia vùng lên đánh trả. Không ai chiếm ưu thế, cứ vậy đấm qua đấm lại, cuối cùng cả hai mệt nằm nhoài nằm ra đất, thở lấy thở để. Hà Hắc Kiểm mới bình thản hỏi. Đánh đủ chưa? Đạt Mã Giác bị đánh tới mặt mày sưng húp, vậy mà còn hung dữ lắm, đe dọa toàn bộ người trong hang. Các, các. Các ngươi mà không trả châu báu cho ta sẽ giết các ngươi. Lãnh Nghệ thấy tình hình cứ thế này không ổn, thở dài hỏi, rốt cuộc là châu báu gì? Là dây chuyền ta đeo trên cổ, sâu rất nhiều bảo thạch, chi ra mấy nghìn lượng bạc. Nói láo. Hà Hắc Kiểm không tin. Nếu ngươi có tiền như thế đã chẳng chạy tới cái nơi chim chẳng thèm ỉa này, lại còn một thân một mình như thế. Ngươi điếc à? Ta nói rồi, ta gặp phải cường đạo, chúng giết người đi cùng ta đem hết thứ quý giá lên người rồi bỏ chạy. Sau đó bị bọn chúng truy đuổi, cho nên mới lạc đường, không ngờ lại gặp đám ác tặc các ngươi. Đạt Mã Giác bò dậy hét, Hà Hắc Kiểm trừng mắt, ăn nói tử tế chút, nếu không bọn ta đuổi ngươi ra ngoài. Đạt Mã Giác đột nhiên cúi đầu húc thẳng về phía trước, thì ra là Hà Nhị Ngưu vừa mới bò dậy liền bị hắn húc cho né không kịp, trúng thẳng bụng, lăn lông lốc không dậy nổi. Đừng đánh nhị thúc, Chư Vĩ Ba vừa khóc vừa xòe tay ra, ta cho ngươi cái này. Hà Nhị Ngưu và Tiết Tử Nương nào ngờ đứa bé này lại cầm một viên về, muốn cản mà không kịp. Đạt Mã Giác giật ngay lấy, phát hiện ra đúng là thứ của mình, xách cổ Chư Vĩ Ba lên, quát, thằng nhãi con, thì ra là ngươi ăn trộm. Số còn lại giấu ở đâu? Ở mắt, mũi, mồm. Chư Vĩ Ba sợ hãi lắp bắp, Đạt Mã Giác không biết là nó nói thật, siết chặt tay, cái gì, mày muốn chết. Đúng lúc này mạng sườn của Đạt Mã Giác trúng một đòn mạnh, hắn tức thì ngạt thở,
sức lực tiêu tán, tay buông đứa bé ra. Lãnh Nghệ nhẹ nhàng đòn lấy Chư Vĩ Ba, xoa đầu nó cười, không sao chứ. Chư Vĩ Ba vừa khóc vừa gật đầu. Lãnh Nghệ xem da thịt non nớt của đứa bé đã có vết bầm, xoay người lại đối diện với Đạt Mã Giác, có gì nói tử tế, ra tay với một đứa bé, ngươi có biết xấu hổ không? Đạt Mã Giác gặp người thở một lúc đã lấy lại sức, đôi mắt đầy oán độc từ từ chuyển lên dao chọc tiết ở bên đống lửa. Hắn vừa di chuyển vớ lấy con dao chưa kịp đâm tới thì Lãnh Nghệ cho hắn một đá gập bụng. Tiếp đó là cú vật người qua vai cơ bản, cả lưng hắn nện xuống nền đá mấp mô, rú lên rùng rợn, hết bò dậy nổi. Tay không đấu dao, trêu vào đúng thứ mà Lãnh Nghệ đã phải luyện không biết bao nhiêu lần, với bản lĩnh kinh qua nguy hiểm của y bây giờ. Đạt Mã Giác sống được là may rồi, đó là do Lãnh Nghệ không muốn giết người thôi. Đặt con dao về chỗ cũ, Lãnh Nghệ giúp Chư Vĩ Ba lau nước mắt, nói cho Thúc Thúc biết số cục đá còn lại ở đâu. Chư Vĩ Ba chỉ tay, ở trên người người tuyết ạ, Ngưu Nhị Thúc lấy cho cháu làm mắt, mũi tai của người tuyết. Lãnh Nghệ không đi ra tìm ngay mà vì y phát hiện vừa rồi trong lúc Đặt Mã Giác tra hỏi đứa bé. Lỗ Đại Tẩu và Tiết Tứ Nương đã lẻn ra ngoài, còn cả Lão Lưu Đầu vốn im ỉm từ đầu tới giờ cũng biến mất, khỏi nói cũng biết là họ đi đâu. Hà Hắc Kiểm giờ mới hiểu ra số châu báu quý gia kia bị đem làm đồ chơi rồi, liền chạy đi ngay. Tiếp đó là Hà Nhị Ngưu cũng cố gượng bò dậy mà đi, cuối cùng là Đạt Mã Giác cũng hùng hổ chạy nốt. Lãnh Nghệ thở hắt ra, đến nước này y chẳng buồn để ý nữa rồi, thế nào cũng có chuyện. Bế Chư Vĩ Ba lên gọi Trác Xảo Nương dẫn cả hai đi vào sâu trong hang động, bảo họ ngồi đó. Còn y một mình ngồi bên đống lửa lặng lẽ chờ đợi. Chẳng mấy chốc bên ngoài truyền tới tiếng kêu thảm, tiếng đấm đá, tiếng chửi bới. Thêm một lúc nữa, Lỗ Đại Tẩu và Tiết Tứ Nương túm tóc nhau đi vào, Hà Nhị Ngưu thì tóm cổ áo Lão Lưu Đầu, liên tục vả mặt ông ta. Đạt Mã Giác và Hà Hắc Kiểm truy đuổi nhau vòng quanh, quát tháo liên hồi. Lãnh Nghệ nhìn trò hề mà không nói. Cuộc chiến ba chọi ba diễn ra rất dữ dội, thi thoảng đổi đối thủ đánh nhau, Lãnh Nghệ mặc kệ, chỉ cần có ai tới gần là y cho một cước đá ra, không cần biết nam nữ. Cuối cùng cả sáu nằm trên mặt đất mà thở, hai nữ nhân lộ cả da thịt chẳng để ý mà che đậy nữa. Giờ Lãnh Nghệ mới cầm dao chọc tiết đứng dậy, cổ ngoẹo trái phải tạo ra tiếng răng rắc, gằn giọng, đánh đủ rồi hả? Giờ đem hết bảo thạch ra, đặt trên mặt đất, đừng để ta tốn công. Sáu người ai nấy trố mắt, giờ nhận ra mình ngu xuẩn thế nào thì muộn rồi, con dao nhọn hoắt chĩa vào cổ. Lần lượt từng người ngoan ngoãn lấy châu báu mình nhặt được ra, đặt trên mặt đất, trong lòng thầm chửi bới Lãnh Nghệ không biết bao lần, chửi luôn cả bản thân ngu ngốc. Lãnh Nghệ đi một vòng gom hết số đá quý thu được, không ngờ lại đặt trước mặt Đạt Mã Giác, kiểm tra xem đủ chưa. Đạt Mã Giác còn tưởng Lãnh Nghệ định ăn cướp, hắn còn đem viên hồng bảo thạch lấy từ Chư Vĩ Ba ra nộp, giờ mới hiểu là người ta giúp mình lấy lại châu báu, còn không dám tin cơ. Đến khi Lãnh Nghệ quay về đống lửa nướng thịt thì hắn mới dám bò dậy, luôn mồm cám ơn, cuối cùng hét lên, thiếu một viên, chính là cửu nhãn thạch, không có ở đây. Kẻ nào giấu, trả ta. Nói rồi hắn bò dậy lục người mấy người kia, khi tìm tới Tiết Tứ Nương thì Lãnh Nghệ ngăn lại, bảo Trác Xảo Nương lục soát hai nữ nhân, kết quả không có. Đạt Mã Giác như nổi điên, viên cửu nhãn thạch đó trị giá bằng tất cả số bảo thạch cộng lại, có thể bán được 800 lượng bạc, nhất định trên người các ngươi, cởi ra, cởi hết ra mau cho ta. Lãnh Nghệ cau mày, ngươi dẫn mấy nam nhân kia ra ngoài, bảo họ cởi hết quần áo ra tìm, hai nữ nhân kia do nương tử ta tìm giúp ngươi. Chương 214, những kẻ ngu ngốc. Đạt Mã Giác không dám cãi lời Lãnh Nghệ, vội cho hết châu báu vào trong người trước, dẫn ba nam nhân kia đi. Lãnh Nghệ trói tay hai nữ nhân lại, tránh họ làm bị thương Trác Xảo Nương rồi dắt đứa bé ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động, ba nam nhân kia bị cởi rạch sẽ rồi, nhưng không tìm ra cái gì hết. Lát sau Trác Xảo Nương đi ra cũng nói không tìm thấy gì. Cái mặt Đạt Mã Giác quá đen, nên khó nhận ra biểu cảm, song có thể nhận ra cảm xúc của hắn qua giọng nói, rõ ràng hắn đang hoảng lắm, vào hang cầm lấy một thanh củi, chạy ra ngoài tìm. Những người khác không được nhúc nhích. Lãnh Nghệ bình thản nói một câu trước khi mấy người kia định làm gì, năm người kia đã đánh tới kiệt sức rồi, chỉ biết lết tới đống lửa sưởi ấm, không ho he. Lãnh Nghệ cầm dao nhọn chỉ Lão Lưu Đầu, ta nhớ ngươi chuồn ra sớm nhất, là ngươi giấu hả? Trả cho người ta đi, tên đó điên lắm,
cẩn thận không còn mạng mà hưởng thụ đâu. Lão Lưu đầu xua tay, nếu hắn không nói ta còn không biết số đá đó đáng tiền, nói gì mà biết viên nào giá trị nhất chứ. Đó là bảo thạch thổ phồn, không giống bảo thạch trung thổ, có phi ở đây chả đáng tiền. Nói xong chỉ Tiết Tứ Nương, cô ta chạy ra ngay sau ta, có khi cô ta giấu, ta không giấu. Tiết Tứ Nương nào còn vẻ thùy mị nhút nhát như mới đầu, lúc này đầu tóc bù xù như ả điên, giọng thay thế, ta tìm thấy hai viên, đều lấy ra rồi. Hà Nhị Ngưu ôm một bên mặt bị đặt mã rát đấm cho sưng húp, chắc rơi xuống tuyết, khi đó quá loạn, người tuyết cũng bị đổ, ai cũng mò mẫm trong tuyết nhặt, có khi còn sót. Chắc hắn tìm thấy thôi, nhưng đợi đúng một bữa cơm đặt mã rát mới mang theo giọng người chết về, tìm không thấy. Ta đã tìm từng tất đất, đều không thấy. Hà Nhị Ngưu bị tên đó đánh đau giờ thấy hắn như thế thì hả hê, thế thì ngươi phải đợi tuyết tan thôi. Ngươi, chính ngươi, đều tại ngươi cả, ai bảo ngươi lấy cho đứa bé đắp người tuyết. Đạt Mã Giác nổi điên gào lên sông tới, đền cho ta, nếu không đền lão tử giết ngươi. Hà Nhị Ngưu giờ đã biết tên này là kẻ điên, vội né ngay, ta thấy ngươi đáng thương, sắp chết đói trên tuyết nên mang ngươi về, giờ thành lỗi của ta à. Ngươi cứu ta tất nhiên cảm kích, báo đáp ngươi. Nhưng ngươi trộm đồ của ta, rồi làm mất, ngươi phải đền. Nếu không lão tử giết ngươi. Lão tử sợ ngươi à? Giỏi qua đây. Dừng lại. Hai tên cao lớn chuẩn bị lao vào nhau bị một tiếng quát khẽ làm không khác gì chúng bùa định thân. Lãnh Nghệ vẫn thong thả nướng thịt không nhìn họ, thứ đó rốt cuộc có phải rơi trong tuyết không thì giờ khó nói lắm. Ngoài kia tuyết lớn, trời lại tối, không dễ tìm. Đợi mai hãng tìm, nếu còn đó chẳng mất đâu được. Thế cũng được. Đạt Mã Giác, sắp kiệt sức rồi, mấy miếng thịt kia chưa đủ giúp hắn khôi phục thể lực. Gườm gườm nhìn Hà Nhị Ngưu, dù sao chuyện này chưa xong đâu, mai không tìm thấy, lão tử giết ngươi. Tên này nói đi nói lại chỉ biết mấy dùng chữ lão tử giết ngươi đe dọa người ta. Ta sợ ngươi chắc. Hà Nhị Ngưu trừng mắt, bọn họ cũng tham gia cướp châu bóc, sao ngươi cứ nhắm vào ta. Lão Lưu đầu bị đánh toàn thân ê ẩm, tức lắm, ai bảo ngươi lấy của người ta trước, nếu không làm gì có chuyện này, không tìm ngươi thì tìm ai. Đủ rồi, đừng cãi nhau. Đồ là của người ta, các ngươi tham lam cướp bừa, giờ làm mất thì nghĩ cách tìm cho người ta, cãi nhau làm gì. Lãnh Nghệ chia thịt nướng cho Trác Xảo Nương và đứa bé, ra lệnh ngắn gọn, ăn, ngủ, có chuyện gì mai nói. Bấy giờ trong động mới không cãi nhau nữa, cắm cúi ăn, chắc đánh nhau một trận, đói ngấu rồi, món thịt nướng chẳng có gia vị, chẳng ngon lành gì, mà họ ăn hết nguyên con sói. Ăn xong cho thêm vài thanh củi vào lửa để cháy lớn hơn, mỗi người tự tìm chỗ ngủ. Cứ tưởng thế là hết, có vấn đề gì phải đợi mai, ai ngờ được một lúc, Hà Nhị Ngưu và Tiết Tứ Nương muốn ra ngoài. Đạt Mã Giác ngủ gần sơn động tức thì đứng dậy chắn đường, không được ra ngoài. Vì sao? Hà Nhị Ngưu nổi giận, châu báu của ta ở ngoài, các ngươi không chừng giấu đi, định ra đó chuyển chỗ chứ gì. Ngươi thật vô lý, bọn ta ra ngoài đi tiểu cũng không cho, chẳng lẽ muốn ta tiểu lên đầu ngươi? Đạt Mã Giác khăng khăng, ta kệ, không được ra. Lãnh Nghệ đã quyết định sáng mai dậy rồi đi, kể cả tuyết còn rơi cũng rời khỏi đây. Đám người ngu ngốc ở chỗ hoang vu không biết đoàn kết với nhau mà sống lại đi tranh giành đói chẳng thể ăn khát chẳng thể uống, thở dài bất lực, thế này đi. Mấy món kia chỉ có thể rơi ở chỗ ngươi bị ngã cho tới người tuyết, ngươi ra đó mà đứng canh, không cho họ đến gần là được. Không thể ngăn người ta xử lý việc riêng. Đạt Mã Giác nghĩ rồi gật đầu tránh đường, vậy các ngươi chỉ có thể đi tiểu bên phải. Có bệnh. Hà Nhị Ngưu chửi một câu dắt Tiết Tứ Nương ra ngoài, Đạt Mã Giác vội chạy theo, thấy họ đi về phía phải sơn động còn chưa yên tâm, tới thẳng chỗ đắp người tuyết đứng. Tuyết đã nhỏ đi rất nhiều, trời tuy tối, nhưng nhờ vào tuyết phản quang, vẫn nhìn thấy cửa sơn động. Tiếp đó hắn lại thấy có người trong sơn động đi ra, chắc ăn no, muốn đi giải quyết. Đợi khi tất cả về rồi hắn mới về sơn động, còn cẩn thận đếm đủ người rồi mới nằm chắn ngang cổng sơn động, thi thoảng lại còn nhìn ra ngoài, xem có người khác tới lấy châu báu của hắn không. Mọi người đều ngủ rồi, chỉ còn Đạt Mã Giác là mở to mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng khi đêm khuya, hắn không chịu nổi, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Vừa thiếp đi thì có người đi qua bên cạnh, Đạt Mã Giác mở choàng mắt ra, ngươi định đi đâu? Hà Nhị Ngưu không ngờ tên này thính thế, bực bội đáp, đại tiện, không được à, không phải đi rồi sao? Lão tử muốn đi tiếp, ngươi quản được chắc. Đạt Mã Giác đang định nổi giận,
sợ làm ồn Lãnh Nghệ mất ngủ sẽ khó chịu không giúp mình nữa. Mình thân cô thế cố không làm gì được đám người tham lam kia, đành để Hà Nhị Ngưu đi. Không ngờ Hà Hắc Kiểm cũng đi ra, nói là muốn đại tiện, rồi Lỗ Đại Tẩu cũng đi, Đạt Mã Giạt nhìn chằm chằm họ đều đi về phía phải mới yên tâm. Về sau hắn cũng thấy bụng không thoải mái, phải tìm chỗ làm một đống. Các bạn đang nghe chuyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Giật tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 215, Mất tích. Lãnh Nghệ trằn trọc không ngủ được, thấy Trác Xảo Nương ôm bụng cuộn tròn người, hỏi ra biết bụng nàng không thoải mái nên định cùng nàng ra ngoài. Tiết Tứ Nương nằm gần đó cũng muốn đi cùng, Lãnh Nghệ dẫn họ ra ngoài động đứng gác. Khi ba người họ quay về, Hà Hắc Kiểm đứng nhớn nhác ở cửa động hỏi có thấy đệ đệ hắn không, ba người lắc đầu. À, hắn là người ra đầu tiên. Đạt Mã Đạt sực nhớ ra, kêu lên, không lẽ hắn mang viên châu báu của ta chạy rồi. Hà Hắc Kiểm quát, nói gì thế, không phải ngươi soát người rồi à? Vậy sao hắn phải chạy? Ai bảo là hắn chạy? Thế sao chưa về? Lão Lưu Đầu phán một câu, hay bị dã thú ăn rồi. Nói bậy. Hà Hắc Kiểm giơ chân đá, hắn không phải trẻ con, dù bị hổ tha đi cũng phải kêu lên chứ. Lỗ Đại Tẩu cũng đi ra cửa động, có khi đợi thêm lúc nữa là về. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng Hà Nhị Ngưu đâu, Hà Hắc Kiểm không nhịn được nữa, cầm một thanh củi đang cháy ra ngoài tìm, vừa đi vừa gọi. Tiếng của hắn xa dần, người đợi trong động cũng khẩn trương, Trác Xảo Nương thì thầm bên tai Lãnh Nghệ, Hà Nhị Ngưu lúc nãy muốn giết ca ca, vậy mà ca ca vẫn lo cho đệ đệ, Lãnh Nghệ chỉ khẽ gật đầu. Chừng thời gian một bữa cơm Hà Hắc Kiểm trở về, mặt như người mất hồn, không thấy đâu, ta tìm khắp mà không thấy. Chạy rồi, chắc chắn là chạy rồi. Đạt Mã Giát xông tới tóm cổ áo Hà Hắc Kiểm, đệ đệ chạy, ca ca bồi thường, buông ra đi. Lãnh Nghệ cũng cầm một khúc củi cháy đứng dậy, mọi người giúp một tay tìm kiếm, dã thú sợ lửa, không sao đâu, khả năng đường trơn, hắn bị ngã đâu đó, đang đợi chúng ta tới cứu đấy. Những người khác nghe vậy đều cầm củi đứng dậy, Đạt Mã Giát phải thả người. Hà Hắc Kiểm rối rít chắp tay một vòng, đa tạ mọi người. Lãnh Nghệ đi cùng Trác Xảo Nương, không quên dặn, mọi người đừng đi lẻ, hai người một tổ gặp phải chuyện gì thì hét lên cho mọi người cùng biết, đừng đi quá xa. Hà Hắc Kiểm nói lớn, phía trước chừng trăm trượng có vách núi đấy, mọi người cẩn thận đừng để bị rơi xuống. Thế là trừ Đạt Mã Giát ở lại canh không cho ai tới gần chỗ người tuyết, tất cả chia ra tìm kiếm. Suốt một canh giờ, bọn họ vừa đi vừa gọi, cuối cùng ai nấy lạnh run rẩy trở về. Đi xa như vậy mà vẫn không thấy gì, củi mang theo đã cháy hết, chỉ đành đợi sáng mai tìm tiếp. Thực ra trời cũng sắp sáng rồi, bọn họ gần như thức cả đêm, về chợp mắt không bao lâu thì trời sáng. Mặt trời mọc lên chiếu ánh sáng rực rỡ, tuyết cũng ngừng, cảnh sắc đẹp như họa, chỉ là không ai có tâm trạng thưởng thức. Mọi người lại bắt đầu tìm kiếm, lần này tầm nhìn tốt, Lão Lưu Đầu và Tiết Tứ Nương nhanh chóng tìm ra một cái sơn động nhỏ, rất sâu, ở cửa sơn động còn có dấu chân. Hai người gọi lớn, tất cả cùng chạy tới. Lãnh Nghệ quan sát thấy ở cửa động có một tảng đá lớn tựa hồ bị di chuyển, dấu chân rất loạn, không cái nào hoàn chỉnh, bên trong thì toàn đá không có tuyết, nên không phát hiện dấu chân. Y cầm cục đá ném vào, phát hiện rất sâu. Hà Hắc Kiểm vừa chạy tới liền lớn tiếng gọi, sau đó không thấy ai đáp thì nóng ruột muốn chui vào, Lãnh Nghệ cản lại, đừng làm bừa, nói không chừng có chướng khí, kiếm con gì thử đã. Trong thời gian ngắn tìm sao được, không sao đâu. Hà Hắc Kiểm nóng ruột định vào, không được. Lãnh Nghệ vẫn ngăn cản, nếu đệ đệ ngươi xảy ra chuyện trong đó thì khả năng xảy ra chuyện do chướng khí, ngươi vào chỉ nạp mạng thôi. Hà Hắc Kiểm nhìn bốn phía xung quanh chỉ thấy mênh mông tuyết trắng, lòng như lửa đốt, làm sao đây, làm sao đây. Lãnh Nghệ ngẫm nghĩ, thế này vậy, buộc ngọn đuốc vào cây gậy dài, nếu gậy cháy thì không sao, nếu gậy tắt là có chướng khí, ngươi phải ra ngay. Được, vách núi có trúc, ta đi chặt. Hà Hắc Kiểm chạy đi ngay, hôm qua giết sói có mỡ, ta về làm đuốc, thế nào cũng cháy được một đoạn. Lão Lưu Đầu chạy về thì thấy Đạt Mã Giát cầm cái gậy gỗ bới tuyết, mặt trời vừa lên là Đạt Mã Giát đã cầm gậy đi tìm châu báu của mình. Tới giờ chưa tìm được, thấy Lão Lưu Đầu chạy về hỏi gấp, sao, tìm được hắn chưa? Phát hiện dấu chân trước một sơn động, chắc là hắn xảy ra chuyện trong đó, ngươi có đi giúp không? Đi, tất nhiên là đi.
Có khi thằng nhãi đó giấu châu báu của ta trong sơn động, lại là châu báu. Lão Lưu Đầu tức giận, đây là chuyện liên quan tới mạng người đấy, ngươi không nghĩ làm sao cứu người à? Vớ vẩn, hắn trộm đồ của ta lại còn muốn ta lo cho hắn à? Đi mau. Hà Hắc Kiểm rất nhanh chặt được một cây trúc thích hợp, đợi Lão Lưu Đầu làm đuốc xong mang tới thì đốt lên đi vào trong. Ai ngờ chỉ đi được mười mấy bước thì phát hiện một người nằm đó, vứt cả đuốc đi chạy tới, chính là Hà Nhị Ngưu. Hắn ra sức lay, nhưng không có chút phát ứng nào. Nghe thấy tiếng gào khóc bên trong, đằng xa ánh lửa vẫn sáng, xem ra không có chướng khí, Lãnh Nghệ dặn, không ai được vào, ta vào trước xem sao. Lãnh Nghệ đi cẩn thận hơn, lửa tuy không tắt, nhưng cảm thấy hít thở khó khăn, đầu hơi choáng, mắt mờ đi, biết không khí trong này không tốt, không thể ở lâu, phải làm xong việc rồi nhanh chóng quay ra. Chẳng mấy chốc Lãnh Nghệ đã thấy Hà Hắc Kiểm ôm đệ đệ khóc thương tâm, kiểm tra nhanh mạch Hà Nhị Ngưu thì chết rồi, vội giục hắn, ngươi ở đây lâu rồi, ra nhanh không chết ngạt đấy. Cũng may đã có dặn trước, Hà Hắc Kiểm không tới mức thương tâm tới quên hết cả, khóc lớn bế đệ đệ ra. Lãnh Nghệ cầm lấy cây đuốc dài quơ một vòng tròn, không có hung khí, không có dấu vết chiến đấu, tất nhiên cũng không có viên cửu nhãn thạch quý giá kia. Chỉ xem một lượt rồi đi ra ngay. Ngoài cửa động, Hà Hắc Kiểm ngồi đó vẫn ôm đệ đệ mà khóc, những người khác đứng đó im lặng. Lãnh Nghệ đi tới ngồi xuống nhìn kỹ, lòng trầm xuống, cổ người chết có dấu vết bị bóp rất rõ ràng, mặt tím tái, chứng tỏ ngạt thở mà chết không cần nghi ngờ. Chương 216, mệt mỏi. Lãnh Nghệ bảo mấy nữ nhân tránh đi, cởi y phục Hà Nhị Ngưu, người không có dấu vết bị di chuyển, các vị trí khác trên người không có thương tích nào khác. Tổng hợp lại thì nạn nhân chết từ 4 canh giờ trước, tức là chừng nửa đêm, nguyên nhân cái chết là ngạt thở. Đạt Mã Giát cũng kiểm tra thi thể, nhưng là để tìm viên đá, tìm không thấy trên người, hắn lại chạy vào hang kiểm tra, vẫn không tìm thấy châu báu, hắn thất vọng lắm. Kiểm tra xong, mặc lại y phục cho thi thể, Lãnh Nghệ mới gọi mọi người lại công bố, Hà Nhị Ngưu bị người ta bóp cổ chết trong sơn động vào nửa đêm hôm trước. Hà Hắc Kiểm ở bên Lãnh Nghệ suốt quá trình đó nên biết trước rồi, nghẹn ngào nói, xung quanh đây không có ai sinh sống. Nửa đêm cũng chẳng thể nào có người lên núi, nhất định trong số các ngươi có người giết đệ đệ ta. Lãnh huynh đệ, ngươi bản lĩnh cao cường, giúp ta tìm ra hung thủ đi. Không ngờ Đạt Mã Đát đã nhảy dựng lên chỉ Tiết Tứ Nương, cô ta, chính cô ta và người chết ra ngoài đầu tiên đấy. Tiết Tứ Nương tức giận, bọn ta ra rồi sau đó về cùng nhau, sao ngươi không nói? Ta mặc kệ, dù sao thì các ngươi ra ngoài cùng nhau, nhưng bọn ta cũng về cùng nhau. Cô ấy và đệ đệ ta về cùng nhau, khi đó hắn chưa chết. Hà Hắc Kiểm quệt nước mắt quay sang Đạt Mã Giát, ngươi cũng ra ngoài, ngươi và đệ đệ ta từng đánh nhau, nhất định là ngươi ghi hận trong lòng nên giết hắn. Ta ra ngoài đi đại tiện ở ngay đống tuyết, ta muôn quanh quẩn ở đó không hề đi xa. Đạt Mã Đạt phản bác, hắn nói không sai, trừ khoảng thời gian một tuần cha hắn đi đại tiện thì luôn quanh quẩn bên đống tuyết, mà tới cái hang kia rồi đi về thì tốn thời gian hơn thế. Lãnh Nghệ lúc đó muốn đợi sáng hôm sau mới tìm viên cửu nhãn thạch kia là muốn đề phòng trong đêm có ai hành động khác thường, kết quả là có quá nhiều. Nhưng y vẫn chú ý thứ tử thời gian họ ra vào, Hà Hắc Kiểm không chịu, nói không chừng hắn đợi lúc chúng ta ngủ say rồi lén ra ngoài giết người. Lãnh Nghệ vẫn lắc đầu, Ngưu Nhị khả năng là chết ngay sau lần thứ hai ra ngoài rồi, nếu không thì hắn đã về sơn động chứ không ở ngoài mãi như thế. Ta kiểm tra thi thể đã chứng minh điều này. Mà lần thứ hai đó thì ai cũng ra ngoài, bao gồm Đạt Mã Giát, nhưng hắn về rất nhanh, còn chúng ta không ai ngủ đợi. Ngưu Nhị về, tiếp đó nữa chúng ta chia hai người một tổ tìm kiếm. Thế nên phải là lúc Ngưu Nhị ra ngoài lần thứ hai, tới khi chúng ta phát hiện hắn không về, các ngươi phải chứng minh được trong khoảng thời gian đó ở đâu, dẫn ta tới đó. Lão Lưu Đầu chỉ hướng, ta đi đại tiện ở hướng này, không phải nói hắn bị bóp chết à, ta làm gì có sức lực như thế chứ. Lãnh Nghệ nói, đó mới chỉ là suy đoán, huống hồ vẫn có tình huống kẻ yếu thắng kẻ mạnh, ví dụ như kẻ mạnh mất khả năng phản kháng. Lão Lưu Đầu gãi đầu một lúc chợt sực tỉnh, vậy không có ai bên cạnh ta làm chứng. À, ta thấy Lỗ Đại Tẩu đi ra sau cái cây kia, kia cái cây phía bắc. Lỗ Đại Tẩu sầm mặt, ta đi đại tiện, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, lão sắc quỷ. Lão Lưu Đầu xua tay liên hồi, ta đâu cố ý nhìn. Vì ta ở đó nên nhìn thấy cô cầm thanh củi cháy đi tới, ta tất nhiên là thấy.
thấy rồi cũng phải quay mặt đi vờ không thấy, thế mới là chính nhân quân tử. Ta có quay mặt đi mà, ai thấy ông quay đi, không quay đi cũng nói là quay đi, ai mà biết. Cô nói chuyện lý lẽ chút đi, ta chỉ nhìn thấy cô ngồi xuống bụi cỏ, có nhìn thấy mông cô đâu, tức cái gì. Lãnh Nghệ phải can, thôi, đừng cãi nhau nữa, Lỗ đại tẩu, tẩu nên cảm ơn ông ta giúp tẩu chứng minh bản thân không tới hiện trường đấy. Lỗ đại tẩu nghĩ cũng đúng, sắc mặt mới khá hơn. Trác Sảo Nương đi cùng Tiết Tứ Nương ra ngoài, lúc đó Lãnh Nghệ canh chừng, Lỗ đại tẩu thì có lão Lưu đầu chứng minh, Đạt Mã Giát không đủ thời gian, vậy chỉ còn một người. Lãnh Nghệ hỏi Hà Hắc Kiểm, chỉ còn ngươi thôi, khoảng thời gian đó ngươi ở đâu? Ta ở. Hà Hắc Kiểm theo bản năng định trả lời, đột nhiên nhớ ra liền tức giận, sao ta phải nói, hắn là đệ đệ của ta, sao ta giết hắn chứ? Đạt Mã Giát chen mồm, khó nói lắm, thiên hạ vì tiền tàn hại người thân còn ít à. Hà Hắc Kiểm thấy Lãnh Nghệ đang nhìn mình chằm chờ đợi đành nói, khi đó ta vòng qua người tuyết, nếu bảo thấy người khác cũng tính thì ta nhìn thấy Đạt Mã Giát ngồi sau một tảng đá gần người tuyết, đúng chứ? Đúng. Đạt Mã Giát sừng sộ, ngươi tới đó làm gì, có phải nhòm ngó châu báu của ta không? Ta thích đấy. Khốn kiếp, ta không cần biết, dù sao đệ đệ ngươi làm mất châu báu của ta, vậy ngươi phải đền, không đền ta giết ngươi. Thử xem, chưa biết ai giết ai đâu. Đừng cãi nhau nữa. Lãnh Nghệ quát lên, không nhớ đã phải nói câu này bao lần, đến y cũng thấy mệt mỏi, ở nơi sơn cùng thủy tận thế này gặp được nhau không dễ dàng, lại giữa lúc gian khó. Vậy mà đám người này chẳng có chút trân trọng nào, quá ngu xuẩn, y chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Hà Hắc Kiểm, ngươi là huynh trưởng người bị hại, ngươi đi báo quan, để quan phủ giải quyết. Đạt Mã Giát ngăn cản, không được đi đâu hết, ngươi phải đền cho ta. Hà Hắc Kiểm không muốn dây dưa với tên điên này, tốt, thế, thì ngươi đi với ta, chúng ta cùng lên nha môn nói lý, xem ai có lý hơn. Được, vậy ta cùng ngươi đi báo quan, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đừng tưởng ta không hiểu quy tắc ở Đại Tống mà mang quan phủ ra dọa ta. Đạt Mã Giát rất tự tin, quan phủ sẽ đứng về phía ta, bắt ngươi phải trả tiền cho ta. Thế là cả hai tên vừa cãi vã vừa kéo nhau đi báo án, tuy chuyện chưa được giải quyết, ít nhất thiên hạ cũng được yên bình. Những người còn lại vẫn ở trong sơn động, giờ chỉ còn lại hai nữ nhân, một ông già và một đứa bé, phu thê Lãnh Nghệ đành phải ở lại cùng họ. Chư Vĩ Ba còn nhỏ chưa hiểu chuyện sống chết, đòi đi đắp người tuyết, Tiết Tứ Nương đành đi với nó. Các bạn đang nghe chuyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Dật tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 217, Vượt qua lạch trời. Trời tối dần, không khí trong hang động rất trầm lắng, chẳng ai nói chuyện gì với nhau nữa. Trác Sảo Nương suốt cả ngày như có tâm sự, nhỏ giọng hỏi Lãnh Nghệ, quan nhân, chúng ta cứ phải ở đây đợi người nha môn tới à? Từ nơi này tới huyện thành Âm Lăng mất 2 ngày, đi về là 4 ngày, Lãnh Nghệ không muốn chôn chân ở đây, nhưng không còn cách nào, đợi họ về chúng ta mới đi nơi khác. Nàng làm sao vậy? Trác Sảo Nương cúi đầu không nói thêm nữa. Lãnh Nghệ ôn tồn hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Nàng biết không giấu được ta mà. Trác Sảo Nương ngập ngừng mãi mới lí nhí, quan nhân, thiếp là người bất tường. Lãnh Nghệ giật bắn mình, lời này rất không hay, không tùy ý nói ra được đâu. Người bất tường là kẻ luôn mang tới xui xẻo, trong xã hội phong kiến lạc hậu ai bị đóng cái dấu này lên người chịu sự xa lánh, ghẻ lạnh, thậm chí giết chết, cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ cần là có chút nghi ngờ thôi, sau này xung quanh xảy ra chuyện gì không may, người đó sẽ bị đổ lỗi. Sao Sảo Nương lại sinh ra ý nghĩ đó? Lãnh Nghệ vội ôm vai nàng nói nhỏ, đừng nghĩ linh tinh, tuyệt đối không phải như thế. Trác Sảo Nương sao không biết, nên nàng cũng không dám để người khác nghe thấy, thủ thỉ trong sợ hãi, thiếp nói thật đấy. Chàng thì gặp bao nhiêu chuyện không may, thuế bị mất, trong nha môn có người chết, rồi lần trước chúng ta vào ngôi chùa kia, tức thì có mấy người chết. Sau đó tới Ba Châu, một đám người nọ bắt cóc thiếp, chẳng bao lâu chúng đều chết hết. Mua một nha hoàn về, tưởng cứu nó, thiếp lại phạm sai lầm suýt giết chết nó, may mà quan nhân bỏ bao nhiêu tiền ra mới giữ được mạng, trên đường đi về qua dịch trạm lại có người chết. Lãnh Nghệ toát mồ hôi hột, rốt cuộc cũng có người nhận ra chuyện bất thường xảy ra quanh mình rồi, chỉ không ngờ là Sảo Nương lại nhận vào bản thân. Cần phải đuổi ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu nàng, nói bậy, làm gì có chuyện đó,
chỉ là trùng hợp thôi, những lần đó ta đều đi cùng nàng, chẳng hóa ta cũng là... Không, Trác Sảo Nương sợ hãi bịt ngay miệng Lãnh Nghệ lại, không để y nói ra lời kia. Không phải đâu, chắc chắn là không phải. Tiếng kêu vừa rồi của nàng hơi lớn, làm người trong hang đều quay đầu nhìn sang, thấy phu thê họ thân mật, liền quay đi chỗ khác. Lãnh Nghệ hôn nhẹ lên tay Trác Sảo Nương, xoa xoa vai nàng, sau này không được phép nghĩ như vậy nữa, nếu không ta sẽ giận đấy, chỉ là trùng hợp. Nào ngờ đúng lúc này có người chạy vào, không phải người của nha môn, mà là Hà Hắc Kiểm, mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ hoảng loạn, tên thổ phồn chết rồi, chết rồi. Người trong hang đều chấn động đứng cả dậy, Trác Sảo Nương run bắn người, lão Lưu Đầu hỏi vội, các ngươi đi báo án, sao lại chết? Bọn ta bị tập kích trên đường, có người nấp trong rừng cây bắn lén bọn ta. Chúng ngay chán Đạt Mã Giác, may ta rất quen thuộc tiếng dây cung nên thoát được. Ta chạy về. Hà Hắc Kiếm thở dốc ngồi phệt xuống đất, chắc là bọn cường đạo truy đuổi hắn lúc trước đấy. Lãnh Nghệ nắm tay Trác Sảo Nương đi tới, đi, tới đó xem sao. Ngươi dẫn đường cho ta. Không, ta không đi. Hà Hắc Kiểm xua tay liên hồi, lỡ chẳng may đám cường đạo đó còn ở trong rừng, không phải chúng ta chết thảm à. Ngươi không đi thì ai biết nơi đó ở đâu, lỡ có cường đạo tới thì biết mà đề phòng, hơn nữa chưa biết ngươi nói thật hay nói dối, có khi ngươi giết hắn rồi giá họa cho người khác thì thế nào. Lãnh Nghệ nghiêm giọng, hai người có tranh chấp, người khác hoàn toàn có thể nghi ngờ điều này đúng không? Những người khác đều lên tiếng phụ họa, Hà Hắc Kiểm không còn cách nào, cắn răng nói, được ta đi. Tiết Tứ Nương nói ngay, ta không đi đâu, để trẻ con thấy không hay. Lão Lưu Đầu cũng nói, ta đi cũng chẳng ích gì, còn chậm chân mọi người. Thế là Lãnh Nghệ, Trác Sảo Nương, Hà Hắc Kiểm, Lỗ Đại Tẩu cầm theo đuốc rời sơn động. Sườn bên này của vách núi dốc chỉ thoai thoải, phu thê Hà Hắc Kiểm thông thạo nơi này, đi đêm không thành vấn đề, bọn họ nhanh chóng xuống vách đá, lại đi lên vách núi. Lãnh Nghệ ngẩng đầu nhìn một hồi, lấy làm lạ, hình như là ở đối diện sơn động chúng ta ở. Hà Hắc Kiểm đáp, đúng thế, từ đây xuống núi, đường sẽ gần hơn. Bọn họ đi chừng một tuần hương thì tới nơi Đạt Mã Giác bị bắn chết, thi thể nằm ngửa trên mặt đất, chán chúng tên. Kiểm tra thân thể, bao châu báu kia chưa mất. Lãnh Nghệ lấy bao châu báu đó cho vào lòng, giơ đuốc lên soi xung quanh, trong khu rừng các thi thể mấy bước chân phát hiện những dấu chân hỗn loạn. Nhưng dấu chân này hiển nhiên là đã bị ngụy trang, kiểu như dùng giày cỏ buộc ở dưới giả, nên dấu vết lớn, lại nhìn không ra đặc điểm gì. Những dấu chân này dẫn tới vách núi, mà đối diện với vách núi này chính là vách núi bọn họ đang ở, sơn động chỉ cách vài trượng, hai mép vách núi mọc rất nhiều trúc và cây thông. Lẽ nào? Lãnh Nghệ thầm kêu không xong rồi, xoay người chạy, nhưng chạy được mấy bước liền quay lại vách núi, chọn một gốc cây trúc mọc hướng về vách núi đối diện, rút dao ra, chặt, dao, cây trúc đổ xuống, vừa vặn bắc ngang qua vách núi, dẫm thử vài cái, rất chắc chắn, leo qua không gãy nổi. Ta phải về sơn động ngay, nếu không lão Lưu Đầu sẽ gặp nguy hiểm, mọi người đi theo lối cũ đi. Nói xong Lãnh Nghệ nắm thân trúc, treo ngược người, nhanh chóng bỏ qua, đợi thiếp với. Trác Sảo Nương vậy mà không nghe lời y về theo lối cũ, cũng học Lãnh Nghệ đảo ngược người leo sang. Lãnh Nghệ leo thì chẳng thấy sao, y tự tin lắm, đến khi thấy Trác Sảo Nương leo thì sợ tới tay đấm mồ hôi. Không ngờ Trác Sảo Nương còn nhanh hơn y, nàng nhỏ nhắn, tay chân linh hoạt, khoảng cách gần 2 mét với nàng mà nói như trong khoảnh khắc. Lên tới bờ đối diện còn hưng phấn, nha đầu này leo núi một lần mà nghiện cảm giác kích thích đó rồi. Phía bên kia Hà Hắc Kiểm cũng học họ leo sang, Lãnh Nghệ không đợi nữa kéo Trác Sảo Nương chạy về sơn động. Ở ngoài cổng, thấy Chư Vĩ Ba lủi thủi ngồi đó một mình đắp tuyết chơi, mà trong sơn động mơ hồ truyền ra tiếng thở dốc. Chương 218, bộ mặt thật. Nàng trông nó, ta vào xem. Lãnh Nghệ nhón chân đi vào, chỉ thấy Tiết Tứ Nương toàn thân trần truồng cưỡi lên người lão Lưu Đầu, hai tay bóp cổ ông ta, hai tay lão Lưu Đầu bị trói, y quát lớn, buông tay. Thấy Lãnh Nghệ đi vào, Tiết Tử Nương ré lên một tiếng, xoay người lăn sang bên, lấy quần áo che người, đỏ mặt lắp bắp, ngươi, làm sao? Lãnh Nghệ không thèm để ý thân thể mơn mởn chưa che chắn hết đó, chạy tới kiểm tra lão Lưu Đầu, thấy đã hết thở. Thân thể vẫn còn ấm, lập tức làm động tác ép ngực trợ tim, quát Tiết Tử Nương, mau, thổi hơi vào miệng ông ấy. Ta...
ta mặc y phục. Tiết Tứ Nương hoảng loạn mặc quần áo vào, song lúng túng không biết làm sao, nhanh. Lãnh Nghệ giật khăn che mặt của Tiết Tứ Nương, để lộ ra khuôn mặt xinh xắn, chỉ là má đầy chữ xăm. Y chẳng ngạc nhiên, kéo khăn che mặt lão Lưu Đầu, cũng toàn chữ xăm, chỉ đạo nàng làm hô hấp nhân tạo. Lát sau Hà Hắc Kiểm và Lỗ Đại Tẩu chạy vào, nhìn cảnh này thì hết sức kinh ngạc, không sao lý giải được. Nỗ lực không uổng phí, mất chừng một tuần hương, lão Lưu Đầu bắt đầu thở, tim cũng đập lại, Tiết Tứ Nương sợ hãi tới đờ người. Lão Lưu Đầu mơ hồ tỉnh lại, đến khi nhìn rõ khung cảnh trước mắt, giật nảy mình nhổm người lên, con tiện nhân, ngươi muốn giết ta. Không, không phải. Ngươi nói dùng cách này rất thích, ta tin ngươi, vậy mà ngươi lợi dụng muốn bóp chết ta. Không phải, ta không biết. Đừng chối. Lãnh Nghệ đã vội vàng trở về đây, tất nhiên đã đoán ra hung thủ, hôm qua ngươi cũng dùng cách này giết Hà Nhị Ngưu. Loại phương pháp tìm khoái cảm trong mép bờ sinh tử này có lẽ các ngươi từng chơi rồi, cho nên trên cổ Hà Nhị Ngưu để lại vết bóp. Ngươi dẫn hắn tới sơn động kia, hẳn ngươi phát hiện nó từ trước, ngươi biết trong đó có khí độc làm người ta ngạt thở, ngươi bảo Hà Nhị Ngưu theo ngươi về, lát sau một mình lén ra đó đợi ngươi. Kết quả hắn vào sơn động đợi liền, bị ngạt thở mà chết. Do cổ hắn có dấu vết từ trước, ai cũng nghĩ hắn bị bóp cổ chết lúc đó. Thế nên tất cả mới đều có chứng cứ ngoại phạm. Trong hang động lặng ngắt như tờ, diễn biến quá nhanh, Lãnh Nghệ bỗng dưng chạy về, sau đó lại kết tội Tiết Tứ Nương giết người. Không ai theo kịp lối tư duy của y. Hà Hắc Kiểm lần đầu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tiết Tứ Nương, kể cả mặt nàng có chữ xăm cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú đó luôn khiến nam nhân có ấn tượng sai. Hắn cũng nửa tin nửa ngờ, ta và ngươi đều vào sơn động đó mà có sao đâu. Lãnh Nghệ giải thích, vì chứng khí đã tiêu tán bớt rồi, tảng đá che cửa hang mở ra đã cả một đêm, có gió lùa vào hiển nhiên không thể bằng lúc đó Hà Nhị Ngưu mới mở cửa hang ra chui vào đợi. Khi chúng ta vào là sau hắn mấy canh giờ, đầu óc ta còn váng vất, nói gì tới lúc Hà Nhị Ngưu đi vào. Con dâm phụ này, ngươi giết đệ đệ ta. Hà Hắc Kiểm đã hiểu, lửa giận bùng lên, hét lớn xông tới, đợi đã. Lão Nghệ nắm cổ tay Hà Hắc Kiểm, bẻ ngoặt ra sau, khiến hắn vơi cái đầu nóng, quay sang Tiết Tứ Nương, ta chỉ không hiểu, ngươi giết Ngưu Nhị vì cái gì? Rồi vì sao giết cả Đạt Mã Giát và lão Lưu Đầu? Đám người khiếp hãi, lão Lưu Đầu lùi lại như tránh rắn độc, à giết Đạt Mã Giát sao? Tiết Tứ Nương hoảng loạn nói, ta không giết hắn, hắn theo Hà Hắc Kiểm đi báo án, ta ở trong sơn động làm sao giết được? Có biết vì sao bọn ta về nhanh thế không? Chính là dùng cách của ngươi đấy. Lãnh Nghệ đẩy Hà Hắc Kiểm về phía Lỗ Đại Tẩu, hai người có biết số mũi tên của mình không? Tất nhiên, có người dùng cung nào không luôn nắm được số mũi tên mình đang có chứ? Lỗ Đại Tẩu đáp, mỗi ống 15 mũi, tổng cộng 30 mũi tên. Vậy thì đến lại xem có đúng không? Hai người vội đem số tên của mình, kết quả là thiếu một mũi tên. Mũi tên đó là để giết Đạt Mã Giát đấy. Lãnh Nghệ nói tới đây thì bản thân cũng lờ mờ hiểu ra điều gì rồi, cô ta lấy cớ dẫn nhi tử đi đắp người tuyết, sau đó là bảo nó ở đó. Bản thân đi chặt trúc, leo qua bên kia, dùng cung tên lấy trộm bắn chết Đạt Mã Giát ở khoảng cách gần, ta thấy dấu chân rồi. À không, ngươi không chỉ muốn giết một người mà muốn giết cả Hà Hắc Kiểm, chỉ là hắn quen với tiếng dây cung bật, nghe một cái là chạy rồi, mà ngươi thì không giỏi bắn cung nên không thể bắn xa được. Lão Lưu Đầu quát lên, vì sao ngươi muốn giết bọn ta? Còn tại sao nữa? Lãnh Nghệ thở dài, bốn chữ đi đầy xung quân là quá rõ ràng rồi, ba người các ngươi đều là phạm nhân trốn từ trong sở lưu phóng ra đúng không? Mẹ, chư vĩ ba không biết có phải có linh cảm gì không, đúng lúc này chạy về, nhào vào lòng Tiết Tứ Nương. Có đứa bé ở đây, những người khác cũng chùn lại phần nào, Lãnh Nghệ nghĩ lại toàn bộ chuyện xảy ra từ đầu tới giờ. Hỏi, Hà Nhị Ngưu biết phải không? Hắn uy hiếp ngươi nghe lời hắn. Tiết Tứ Nương ôm nhi tử, khóc nức nở, đứa bé chẳng biết gì khóc càng to, cảnh đó làm người ta nát lòng. Hà Hắc Kiểm lắp bắp, làm gì có chuyện đó, Nhị Ngưu hiền lắm, nhất định là tại ả. Có. Tiết Tứ Nương uất ức hét lên cắt lời, hắn uy hiếp ta phải thỏa mãn hắn, nếu không sẽ đi tố cáo, ta đành nghe theo tương kế tựu kế khiến hắn si mê ta. Sau đó ngươi nhòm ngó, lại định giật khăn của ta, tợ sợ ngươi cũng biết, nên không ngừng chia rẽ huynh đệ ngươi. Ta không muốn giết ai cả, ta chỉ muốn ở đây, cách xa tất cả, không ai biết tới. Vì sao?
Vì sao ta trốn tới đây rồi, lại không chịu buông tha cho ta? Ta chỉ muốn hai mẹ con ta sống lặng lẽ ở đây tới cuối đời thôi mà. Tiếng gào khóc xé lòng ấy khiến không ai biết nói gì. Chuyện sau đó dễ đoán, nếu tố cáo lên nha môn, người quan nha tới, thân phận họ sẽ bị bại lộ. Lúc đó hậu quả là gì? Các bạn đang nghe chuyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Giật tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 219, Câu Chuyện Buồn. Lãnh Nghệ quay sang nhìn Lão Lưu Đầu, cả ba bọn họ đều là người bỏ trốn. Đáng lẽ khi y và Trác Xảo Nương, Lỗ Đại Tẩu, Hà Hắc Kiểm đi tìm xác của Đạt Mã Giác, ba người này phải tranh thủ cơ hội trốn đi mới đúng. Vậy mà khi quay lại thì xảy ra cảnh kia. Chát! Lão Lưu Đầu bị Lãnh Nghệ thẳng tay tát một cái. Lão già gầy gò làm sao chịu nổi một cái tát phẫn nộ kia, lảo đảo ngã xuống. Những người khác còn chưa hiểu gì, Lãnh Nghệ cho hắn một cú đá. Ngươi đoán ra gì đó phải không? Ngươi luôn cảnh giác nhất mà. Khi Đạt Mã Giác kể chuyện vòng cổ, ngươi đoán ra ngay nên trốn ra trước nhất. Ngươi rất gian xảo, ngươi nghi ngờ Tiết Tứ Nương giết người, hoặc ngươi nhìn thấy nàng trộm cung tên nên uy hiếp nàng chứ gì. Đúng thế, ông ta dọa sẽ nói cho tất cả mọi người là ta lấy trộm cung để bắt ta về Sở Lưu Phóng. Vì nhi tử, ta đành nghe theo. Phía bên kia Tiết Tứ Nương gào lên đầy uất ức, Lão Lưu Đầu miệng hộc máu không dám lau. Ta chỉ thuận miệng nói thế. Cô ta không chịu, ta chẳng dám làm gì. Dù sao ta cũng là phạm nhân bỏ trốn, sao ta dám? Vậy mà cô ta lại tưởng thật. Ngươi dùng thủ đoạn uy hiếp gian dâm phụ nữ, đây là hành vi tội phạm, phải bị trừng phạt. Lãnh Nghệ ghét nhất là loại người này, cả lão ta và Hà Nhị Ngưu đều là loại đáng chết, nếu không có những kẻ không khác chó lợn như bọn chúng, đã không có cơ sự này. Có lẽ Tiết Tứ Nương sẽ thực sự có thể yên ổn ở đây cả đời, có lẽ nàng hỏi thăm xung quanh đây, biết Quỷ Phủ Nhai là nơi hẻo lánh không ai qua lại mới tới, mà huynh đệ Hà Hắc Kiểm, Hà Nhị Ngưu, Lỗ Đại Tẩu biết ở đây không có người, bọn họ thoải mái săn bắn, huống hồ tìm được cái hang có thể trú lại thời gian dài như thế, đi săn xa nhà không thành vấn đề. Bọn họ gặp nhau ở đây có yếu tố ngẫu nhiên nhưng có tính tất nhiên trong đó, giống như phu thê Lãnh Nghệ cùng tới một nơi mà nghĩ rằng không ai sẽ tới. Chỉ có Đạt Mã Giác là kẻ không may. Lão Lưu Đầu quỳ rạp xuống đất. Ta sai rồi, tiểu huynh đệ, tha cho ta, cả đời ta sẽ nhớ ơn. Không cần, ta không bao giờ tha cho ngươi. Lãnh Nghệ trói cả hai vào một chỗ, đứa bé ôm mẹ khóc suốt, y cũng không còn cách nào, giả sử chỉ có Hà Nhị Ngưu chết. Y có thể vừa không biết, cho mẹ con họ một con đường sống, nhưng cái chết Đạt Mã Giác phải tính sao đây? Chắc vì biết rõ chân tướng chuyện không hay hò gì đệ đệ mình làm, hoặc vì mùi lòng trước đứa bé, Hà Hắc Kiểm không phản ứng gay gắt nữa. Chủ động đi tới nói Lãnh Nghệ, phu thê bọn ta sẽ đi báo án, phiền Lãnh huynh đệ ở lại đây trông coi chúng. Lãnh Nghệ gật đầu, đây là yêu cầu chính đáng của thân thích người bị hại, Hà Nhị Ngưu tội đáng chết đã đành. Tiết Tứ Nương lâm vào đường cùng bất đắc dĩ, nhưng người thổ phồn kia vô tội, chưa kể sau đó ả còn định giết tất cả. Đáng thương thì đáng thương, nhưng cảm thông thì không thể. Hà Hắc Kiểm hắng giọng một cái nói tiếp, số châu báu kia cũng phải nộp lên nha môn. Té ra là thế, Lãnh Nghệ hiểu ra, báo án là giả, số tiền kia mới là thật, không cần, ngươi yên tâm. Ta đếm rõ số châu báu rồi, đợi người nha môn tới, ta sẽ giao cho họ, tìm thân thích người thổ phồn để chuyển giao. Chuyển giao? Ai mà tin ngươi? Hà Hắc Kiểm thầm nghĩ, chẳng lẽ các ngươi không biết đợi bọn ta đi rồi mang châu báu trốn? Thứ đáng tiền như thế, làm gì có ai chịu giao ra? Chỉ là đánh không nổi Lãnh Nghệ, không còn cách nào. Mấy ngày sau đó Lão Lưu Đầu và Tiết Tứ Nương không ngừng cầu xin Lãnh Nghệ, Trác Xảo Nương dễ bị xúc động. Nhất là còn Chư Vĩ Ba chẳng biết gì cứ khóc suốt ngày, không hoạt bát chạy chơi như trước nữa, làm người ta đau lòng. Chỉ là nếu Lãnh Nghệ không chủ động lên tiếng, Trác Xảo Nương không can dự. Đến chiều ngày thứ ta, Đổng Sư Gia, Vũ Bộ Đầu dẫn 7-8 bộ khoái tới, chết những hai người, lại liên quan tới phạm nhân bỏ trốn, không phải chuyện nhỏ. Lãnh Nghệ gọi hai người Đổng Sư Gia và Vũ Bộ Đầu sang bên tiết lộ thân phận, cả hai tất nhiên là giật mình, y nói muốn tiếp tục vi hành, không được tiết lộ, cả hai đương nhiên vâng lời. Sau đó Lãnh Nghệ tổ chức người nha môn tìm kiếm viên cửu nhãn thạch, đáng tiếc, cuối cùng không tìm ra. Mấy ngày qua, Lãnh Nghệ đã hỏi Tiết Tứ Nương rồi, biết ở Sở Lưu Đầy còn người nhà họ, bảo Vũ Bộ Đầu đưa Chư Vĩ Ba về với người thân,
chiếu cố được bao nhiêu thì chiếu cố. Còn Tiết Tứ Nương và lão Lưu Đầu phải xử tội mới rồi mới đưa ra phán quyết. Tất cả đi rồi, Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương ở lại sơn động đó, ở nơi hoang vu, thật sự khó tìm được nơi nào tốt hơn nữa. Đám Vũ Bộ Đầu để lại lương khô, đủ bọn họ ăn thêm một thời gian. Lần này hai người ở lại liền một tháng, quả nhiên không còn ai tới quấy rầy nữa, sống như đôi thần tiên quyến lữ. Trong thời gian đó, bọn họ chủ yếu là leo núi, Trác Xảo Nương từ mới đầu phải nhờ Lãnh Nghệ kéo lên. Giờ có thể một mình leo núi rồi, hơn nữa lại còn chê bai Quỷ Phủ Nhai không đủ thử thách, lao không đã. Trừ leo núi còn đi ra suối bắt cá, hái rau dại, mùa xuân hoa nở, khắp nơi đều là thứ ăn được, chẳng lo chết đói. Tất nhiên thế giới hai người thì ân ái triền miên, kể không hết mà cũng không cần kể. Đến khi y phục mang theo không chịu nổi hai người leo núi mài cọ, kim chỉ mang theo may vá không còn, muối ăn cũng hết, lương khô chẳng còn. Lãnh Nghệ đoán chừng các thế lực khác nhắm vào mình cũng biết chuyện món đồ kia không ở trong tay mình rồi, liền chuẩn bị cùng Trác Xảo Nương xuống núi quay về. Khi bọn họ đeo ba lô rời sơn động, đi qua chỗ Chư Vĩ Ba từng đắp người tuyết, Trác Xảo Nương không khỏi có chút thương cảm dừng chân, đột nhiên nàng chỉ một cái cầy cây cong queo, quan nhân, cái gì kia? Lãnh Nghệ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một viên bảo thạch to bằng ngón cái chứa đầy những cái lỗ, vướng trên cảnh. Y liền chọc rơi nó cầm xem mà không sao hiểu nổi, đây hẳn là viên cửu nhãn thạch của người thổ phồn rồi, làm sao lại ở trên đó? Không ai trả lời được, thực ra nguyên nhân đơn giản, khi ấy Chư Vĩ Ba muốn chơi đánh trận tuyết, có nắm một cục tuyết ném mẹ mình, Tiết Tứ Nương né được, thế là viên cửu nhãn thạch này mắc lên cành cây. Mọi người cứ tìm dưới đất, tất nhiên không thấy, giờ tuyết tan hoàn toàn rồi nên mới lộ ra. Thành minh chứng cho một câu chuyện buồn đáng lẽ không nên xảy ra. Chương 220, huyện Âm Lăng nghèo khó. Hai người trên đường về Lãnh Nghệ cố tình dùng mặt thật đi vào các thôn, vì nhiều người từng tới nha môn chúc Tết nên nhận ra y. Thấy y lại mặc thường phục tới tận thôn xóm xa xôi nhất thăm hỏi thì cảm động vô cùng. Cả huyện đã tiết vào xuân canh rồi, vì có lượng lớn trâu cày cho nên giải quyết được vấn đề khó khăn nhất của thôn dân. Tới đâu đất đai đều đã được cày bừa, mạ cũng đã được gieo xuống, trên những khuôn mặt gầy khô héo mòn ánh lên hy vọng của mùa xuân. Tới mỗi thôn, Lãnh Nghệ đều triệu tập thôn dân tới nói chuyện, hơn nữa không cho đại hộ và lý trưởng tham gia, để bách tính có thể thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Lãnh Nghệ nhờ thế mà hiểu được vài chuyện trước kia không hiểu. Tổng thể mà nói, vì Đại Tống mới lập quốc chưa lâu, do chiến loạn thời gian dài, đại đa số bách tính đều nghèo khổ. Mỗi thôn chỉ có một hai đại hộ, những người này không phải toàn là ác bá hút máu người, nhưng mong họ hỗ trợ hương dân thì cũng khỏi nghĩ tới. Quan niệm phổ biến thời này vẫn là, tài phú thiên hạ có hạn, người này có thêm một chút là người kia mất đi một chút. Mà một vấn đề nữa cũng nghiêm trọng không kém, đó là bách tính chẳng có tí văn hóa nào. Mức độ giáo hóa của triều đình tới được nơi này là quá thấp, từ nhỏ tới lớn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, trừ dụng đồng thì chẳng biết. Gì, đừng nói chữ nghĩa, đếm đến 10 còn chẳng mấy người biết. Chẳng những chất lượng cuộc sống cực thấp, mà đối với chuyện làm ăn có sự kháng cự bài xích bẩm sinh, nhiều nhà không muốn mượn châu quan phủ để làm ruộng, họ không thích mắc nợ. Trong khi huyện Âm Lăng đất đai cày cấy ít, muốn dựa vào làm nông mà ăn nó mặc ấm là vô vàn khó khăn, lại còn tư duy lạc hậu như vậy. Dân đã không biết làm giàu, quan phụ mẫu cũng rốt nốt, vậy phải làm sao? Thế là mấy ngày sau, Lãnh Nghệ mang tâm trạng nặng nề về huyện thành Âm Lăng. Có một điểm an ủi duy nhất, suốt chặng đường về gặp gỡ rất nhiều người mà không xảy ra thêm sự cố nào nữa, xua đi ý nghĩ không hay trong lòng Trác Xảo Nương. Ở gần huyện thành Âm Lăng, Lãnh Nghệ phát hiện ra có một cái chợ phiên, rất lớn, y thấy phải có tới mấy chục cái lều bạt đủ kiểu dáng, còn có lán tạm, nhìn náo nhiệt lắm. Lãnh Nghệ vui mừng, vô thương bất phú, đất đai nghèo khó thì có thể dựa vào kinh doanh làm giàu, y vào xem biết đâu có gợi mở gì đó. Đi vào chợ phiên càng hoa mắt, nghe thấy đủ các loại âm sắc, tiếng nói, y phục, trang sức khác nhau, nhìn càng thấy rối tung rối mù. Hiển nhiên nơi này cả người Hán cũng không phải chiếm đa số, không có ngôn ngữ thống nhất nào, chả hiểu sao họ vẫn giao dịch thuận lợi. Mới đầu còn chút vui mừng, càng xem Lãnh Nghệ càng thất vọng, bí quyết họ có thể giao dịch thuận lợi đều nhờ vào cách giao dịch nguyên thủy nhất, lấy vật đổi vật. Mà chủng loại vật phẩm ít, giá trị thấp thảm thương, nào là dây thừng, nào sọt, nào hũ nào chậu,
lặt vặt tời không thể lặt vặt hơn. Giá trị thấp tới thảm thương, mua bán không được, chỉ có thể trao đổi nội bộ, đem đi xa bán thì chẳng bỏ tiền công. Mấy thứ giá trị như gia súc hay lương thực, muối ăn hay lông thú, thuốc men rất ít, chủ yếu vài nhà giàu có trong thành đem đi đổi. Khi Lãnh Nghệ nhìn thấy một nữ nhân ăn mặc như tú bà dẫn theo vài tên tay chân, dùng bao lương thực đổi lấy tiểu cô nương xinh đẹp, y chẳng muốn xem nữa. Chuyện như thế muốn ngắn không được. Đất đai cằn cỗi, các loại thổ sản cũng hiếm hoi, nông không được, thương cũng chẳng xong. Lãnh Chi huyện phải làm sao vực dậy cái huyện nghèo khó này? Lãnh Nghệ buồn phiền về tới nha môn thì tiếng reo hò truyền ra từ cổng, người các phòng chạy ra đón, ai nấy niềm nở cung kính gọi một câu đại lão ra. Hoàn toàn khác lần đầu y tới đây, không vì cả tháng vắng mặt mà ảnh hưởng, cho thấy y làm chi huyện cũng khá thành công. Thậm chí có ít bách tính tới nha môn làm việc thấy đại lão ra còn quỳ xuống khấu đầu. Ứng phó qua loa một lúc rồi về tới nội trạch, Lãnh Nghệ lập tức nhận ra trong nhà có dấu vết lục lọi, y vội vàng tới hậu hoa viên, nơi chôn mấy thi thể kia. Không phát hiện ra có bất kỳ dấu vết tìm kiếm nào, có lẽ kẻ gửi đám sát thủ kia đu chẳng bao giờ ngờ được chúng lại bỏ mạng nơi này. Kiểm tra những vết tích người đột nhập kia, bị phủ lớp bụi mỏng, chứng tỏ đã khá lâu, hơn nữa sau đó không ai tìm đến nữa, trong lòng đã khá yên tâm. Trốn việc những hơn một tháng, người trong nha môn đã sốt ruột lắm rồi, vừa biết y về là đã đứng đợi ở cổng nội trạch chờ đợi. Lãnh Nghệ gọi họ tới nhị đường báo cáo, đám vũ bộ đầu không tìm được thân nhân của người thổ phồn, vì họ đã chia năm xẻ bảy, không có chính quyền thống nhất, mà người kia lại không rõ từ đâu tới. Ở huyện thành Âm Lăng cũng có một khu di dân người thổ phồn, nhưng không ai biết người kia. Chuyện đó đành bỏ, Lãnh Nghệ để châu báu trong ngân khố, tương lai tính sau. Viên cửu nhãn thạch trông hết sức kỳ quái kia vì chắc xảo nương thích, cứ để nàng chơi, khi nào có người tới tìm thì trả cũng được. Khâu chủ bạ báo cáo có vài thôn hết lương thực, bách tính lại kéo lên huyện thành bán con bán cái, xuân canh thế là bỏ lỡ, sau này ăn cái gì, trở thành vòng tròn ác tính. Kế hoạch kho thường bình vốn nghĩ phải đợi tới mùa hè mới triển khai, giờ Lãnh Nghệ bất đắc dĩ khởi động sớm, sai hộ phòng đi khắp thôn trại toàn huyện dán cáo thị bán lương thực bình ổn giá. Nhưng chỉ bán cho bách tính cùng khổ đã nhận cứu tế dịp Tết, còn nếu đại hộ mua, sẽ xử tội đầu cơ. Giờ mới là mùa xuân, người hết lương thực chưa nhiều, nhưng là những người khó khăn nhất, Lãnh Nghệ cho họ ghi nợ, có cái ăn để xuân canh. Khi thu hoạch trả lại lấy lãi một phân, ít hơn nhiều năm phân lợi của đại hộ, được bách tính hoan nghênh nhiệt liệt. Khâu chủ bạ vẫn đang phụ trách phân phối trâu cày, cố gắng đưa trâu tới thật nhiều nơi giúp bách tính cày ruộng. Đây là công tác quan trọng nhất nên việc bán lương thực do đồng sư ra tổ chức. Lãnh Nghệ trực tiếp tới hiện trường giám sát, y lo xảy ra chuyện giống Vương An Thạch cải cách, bị quan viên phía dưới ngầm giở trò, biến chuyện tốt thành chuyện xấu gây hại cho bách tính. Thế là Lãnh Nghệ liền mấy ngày đầu tắt mặt tối chạy khắp nơi, y không am hiểu công tác quản lý, chỉ đành dùng cách ngu xuẩn nhất tốn sức nhất tự mình đi kiểm tra, hạn chế tiêu cực hết mức có thể. Thế là không có ít kẻ chế giễu, gặp huyện lão ra dễ hơn gặp tiểu lại nha môn, có chi huyện mất giá thế không? Lãnh Nghệ bỏ mặc ngoài tai cả lời chế giễu lẫn khuyên can, chẳng bao lâu lương thực bán hết rồi, mà chưa vào mùa hạ đấy, chưa tới lúc đói giáp hạt khó khăn nhất, tới đó bách tính lấy gì mà sống. Y quyết định lên Ba Châu tìm Liêu Chi Phủ nghĩ cách. Các bạn vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Dật tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.